từ à, ví dụ như ở đây gọi là không tuân từ này, đây là sản phẩm, đây sản phẩm đây không tuân từ, nghĩa là không tuân từ. Thì các bạn muốn biết nó tuân từ không thì các bạn chỉ cần là mở cái bảng cơ sở liệu ra là các bạn biết thôi. Đây cơ sở liệu, đây category là cái này, đấy, còn cái product là cái này, nó không bao giờ tuân từ được nhé. Mà không tuân từ được thì các bạn nhớ này. Rồi ok. Và trong bài này thầy có nói cho các bạn một vấn đề, đó là cái thằng sub này nó không cần. Thì các bạn bỏ cái này cho thầy à, chú ý bỏ cái này đi. Và tất nhiên khi mà bỏ cái này đi, chú ý ở do môn học thôi nhá. Thì đây ta bỏ cái này đi thì các bạn sang bên cái cơ sở liệu các bạn bỏ nó đi. Đấy, trước lúc làm thì nó nên bỏ trước đi. Đấy chưa? À, khi mà các bạn bỏ bên này thì nhớ là sang bên này các bạn bỏ nó luôn nhá, bỏ luôn luôn. Đấy, chú ý đây là do đặc thù môn học, ta bớt đi để các bạn làm thôi. Đây bảng sản phẩm design thiết kế này, đây thì các bạn bỏ cho thầy cái trường tên là sub ID này. Đấy, ta bỏ nó đi, delete. Đấy, lưu lại. Các bạn ta đã bỏ xong rồi thì giờ bắt đầu ta sẽ tiến hành gì? Tiến hành làm. Đấy, tiến hành làm. Thì các bạn tương tự như bên kia thôi. À, tương tự thì đấy, nói luôn tương tự. Thì giờ đây các bạn có thể tạo này. Đấy, hoặc là đây, thầy tạo trước cái này thì cũng được nhá. Đấy, thầy tạo ra một cái thằng product này. Product. Product down. Tương tự thôi như là đấy. Thì ở đây thầy cũng public như vậy này, public này, public này. Và tất nhiên ở đây thầy sẽ copy cái thằng gì, category sang à, thì thầy copy cái nhóm này sang, nhóm cái nội dung bên trong này. Đấy. Đấy, và tất nhiên ta sẽ thay thế những cái thứ liên quan đến thằng này. Đổi lại thanh trừ product. Đấy, đổi lại product. Đấy thì ta có được một thứ rồi, thì đây nó có một số cái lồi, thì các bạn sửa cái lồi này nha. À, add cái thư viện vào là được rồi. Đấy, add cái thư viện này vào. Đấy, là xong cái này. À, tương tự như vậy, ở đây nếu như các bạn làm gọi là tương tự thì các bạn cũng có thể làm như sau. Kích phải chuột. Add. Controller. Và các bạn chọn MRT cũng được. Tương tự là tương tự thì ta không cần phải làm cho nó khó nhọc. Và đây các bạn đổi product chẳng hạn. Product. Đây. Đó. Được chưa? Thế thì cái phần bên trong này này. Phần bên trong này là ta tương tự như category. Thì các bạn vào trong cái phần tương tự như bên này. Đấy. Tương tự. Bên này các bạn copy từ trên xuống dưới. Đấy, các bạn ném cái này vào bên trong. Chú ý là trừ cái class lại như vậy. Đó, ta trừ. Thì trong trường hợp này ta không sử dụng cái link thì các bạn bỏ cái link đi. Đấy. Và ta tìm kiếm chữ category này. Chữ category này đổi về thành gì? Product. Phi này. Đó. Đấy, control H chứ. Product. Đây, các bạn thay thế hết toàn bộ. Đấy, và tất nhiên cái chữ này đổi là chữ thường đúng không? Đấy, thì ở đây các bạn nhớ add thư viện vào cho nó nhé. Add thư viện vào để cái nào bị lỗi thì ta sử dụng cho nó nhanh. Đây, cái này ta add cái thư viện vào cho nó luôn. Đây. Bắt đầu. Đấy, thì chú ý cái chữ này. Cái chữ này này, đây. Đấy, những cái chữ mà nó có dấu chấm đằng sau này. Đấy, các bạn ấn Ctrl H. Các bạn thay thế cái này cho thầy. Dấu chấm đằng sau. Chữ có dấu chấm này, đa phần là những cái chữ này nó y chang như vậy. Đấy. À, cái này nó có một cái thư viện liên quan thì các bạn add cho nó. Đây, using.net đây. Đấy, cái gì nó bị lỗi thì các bạn cứ add thư viện nó tự hiểu ha. Đó. Rồi đây, product y chang như vậy. Xuống đây, product này các bạn chú ý cái chữ product này các bạn ghi chữ thường. Đấy. Xuống đây. Rồi ok, xuống đây. Xuống đây thì các bạn nhớ là chữ product này chữ thường. Ok. Đây, product này.
À, chú ý thứ này không có này. Thứ này không có thì ta có thể xóa nó đi nhé. Xóa nó đi, ta chỉ cần trừ lại thế này thôi. Đấy, những cái gì không có thì ta xóa đi. Rồi. Nó lồi nhiều quá. Đấy, các bạn thấy nó lồi là do cái thằng này viết hoa lên rất nhiều này. Đây, lồi này. Lồi này. Đấy, cái lồi, lồi cái trừ này viết hoa lên. À, thầy sửa nhanh chút xíu để các, ta sẽ đi 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 test ha. À rồi, thằng này không có luôn, bỏ cái này. Không liên quan gì đến bực linh mà. Đấy thì các bạn chỉ cần là thế này thôi. Trừ này trừ thường. Rồi xuống như này hình như nó không bì này. À thằng này vật bì ở đây. Đây cái này bị. Đấy. Xuống đây các bạn cũng đổi lại thằng này là trừ thường. Nó phải thay thế là rất là nguy hiểm như vậy đó. Các bạn mong hiểu là các bạn không biết cái chỗ nào ra chỗ nào luôn. Đấy cái này trừ thường. Đấy. Khi thay thế thì nó lại không phân biệt hoa và thường. Đấy xuống đây tương tự như vậy. Rồi ta đi lăn lên những cái chỗ nào bị lồi thì ta fit này. Chú ý này. Những cái thứ này là product thì ở trong product là con name này. Product là con name thì đúng rồi này. Product không có cái này mà nó có get ID nhá. Get ID. Chú ý nó có chữ get ID nhá, get ID. Get gì? Get ID cái này. Ok, sửa lại cái này. Cái này có chữ get ID. À. Rồi, tất nhiên cái get ID không phải xử lý thế này. Rồi ok, thằng thứ từ này không có quit nha. Nó phải cái nhóm này nó hết lồi. Đấy, thay fit những cái chỗ nó bị lồi đi đã để ta làm cho nó gì. Đây cái này sửa cái này, sửa cái này. À đâu phải sửa cái này, đúng rồi, sửa cái này đúng rồi. Đấy sửa cái này. À cái này xóa đi nhá, cái này. Đấy ok cái này. Rồi cái này không có parent ID mà có get ID. À, chú ý có get ID thì các bạn đổi lại cái chữ get ID này cho thầy cái đã. Từ từ ta xử lý cái này để cho nó hết lồi cái đã. Ok. Đấy còn cái lồi nữa. Lồi nằm ở chỗ này. Đây. Chấm phẩy chỗ này hả? Product insert. Ở đây chú ý insert thì các bạn không dùng cái này nha. Đấy. Hết lồi này. Đấy thì build các bạn build là nó hết lồi đây. Hết lồi ha. Thì giờ tiếp tục đây thì ta cần có view. Thì ta phải add view. Chú ý product add view. Ta cắt phải chuột add view này. Add view đây. Đấy. View 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 add. Đó. Và ta tương tự như vậy cả. Đây ta sang add ở đây. Thấy chưa? Rồi sau khi add view xong thì các bạn tạm thời thầy sẽ đóng hai cái này lại cho nó gọn nha. Rồi thầy sẽ mở cái thằng này ra. Ta vẫn thay thế cái này bằng control h này. Đổi lại chữ product viết hoa lên chú ấy. Product viết hoa lên. Rồi cái thứ hai. Control h thay thế. Cái thứ ba. Ấn Ctrl H thay thế. Rồi tương tự như vậy, cái này ấn Ctrl H thay thế. Ctrl H này thay thế. Rồi cái này tương tự như vậy, ấn Ctrl H là thay thế luôn. Đấy. Như vậy tôi đã thay thế toàn bộ những thứ này. Thì giờ tiếp theo ta làm gì? Bắt đầu ta chạy lên thì tất nhiên nó sẽ có vấn đề. Đấy, thì khi chạy lên thì các bạn cũng hiểu nó chạy lên đâu rồi. Đây, khi chạy lên product thì nó chạy vào đây. Thì vấn đề thì ta vẫn cứ chạy thôi, nó bạn lồi đâu thì ta sẽ fit ở đó. Đây, các bạn chạy cái này.
do cái này nó cấu trúc khác, nhưng nó chủ yếu là khác ở cái phần thêm và phần sửa thôi. Chú ý thêm và sửa thôi. Đấy. Đấy thì khi chạy ra thế này thì các bạn cũng là chạy ra danh mục sản phẩm thì ta sửa lại luôn này. Đây. Khi chạy ra nó chạy đến cái chỗ này này. Đấy thì hiện tại nó vẫn chạy qua bên cái thằng gì? Go to view này. Đấy. Go to view thì chạy qua đây. Thì đây ta đổi là danh mục sản phẩm thì ở đây là tất cả sản phẩm đi ha. Đấy, tất cả này. Cả này, sản phẩm. Đấy thì kiểu tất cả này thì nó lại nằm dưới này tiếp này. Đây. Đấy chưa? Rồi đừng link như vậy, xuống ở chỗ này thì ta sẽ hiện thị, thay sẽ hiện thị khác đi một chút xíu này. Thì ở chỗ này thay sẽ hiện thị ra 50. Và đây thầy sẽ đặt là tên tấm hình, là hình, sản phẩm nó có hình, sản phẩm có tên này. Có tên này. Tên sản nhé, sản phẩm này. Rồi ở đây ta có tên loại sản phẩm này. Tên loại gọi là tên danh mục. Danh mục này. Đấy, như vậy. Thì ở đây chú ý là cái phần thế này các bạn chỉ sửa như vậy thôi. Còn xuống chỗ này thì ta cần có một cái tấm hình. Tấm hình thì thầy copy cái này xuống. Thầy copy cái này xuống. Thầy thêm một cái thế này. Đấy, thì hình thì ở đây ta sẽ sử dụng thẻ email. Email. IMG. À, SRC. Đấy, thì tí nữa ta cái lát của nó thì các bạn đặt là IMG. IMG. Phần lúc này. À, và các bạn nên thêm chữ ALT này nha. Đấy. Đây là tấm hình. Và tấm hình của các bạn thì nó nằm ở đâu? Hình ta phải biết được tổ chức nó lưu ở đâu. Ta lưu trong public này. Đấy. Và email này. Email. Thì đây hình này là hình của sản phẩm. Thì ta đặt là hình sản phẩm là product này. Do nhiều tấm hình ta để chữ S này. Thấy chưa? Rồi giả sử bài viết này. Bot này. Bot có S này. Đấy, sau này slide này, các bạn có slide này. Có hình này. Đấy, slide này. Đấy. Thì hình nó nằm ở chỗ này. Vậy ở đây các bạn trò đường dẫn đến tấm hình đó là A cộng này. À, dấu này này. Public này. Email này. Đấy. Và đây là product này. Hình ta lưu đây và đây ta là A cộng này. Chỉ item ở trên này. Và đây ta lấy ra tên tấm hình là IMG này. Đấy, tên tấm hình đây. Item đây. IMG đây. Đấy. Ở đây ta lấy tên sản phẩm. Còn ở chỗ này là Get ID nhá. Get ID thì từ từ thầy sẽ xử lý cái lỗi này. Đấy. Đấy thì khi mà các bạn chạy cái này lên thì nó ra thế này. Thì nó ra cấu trúc như thế này này. Thấy chưa? Đấy. Nhưng do ở đây ta chưa có sản phẩm nào hết thì giờ ta ấn nút tạo này. Ấn nút tạo này. Đấy thì các bạn nhìn nó xuất hiện cái lồi này này. Lồi này. Lồi này. Thì ở đây chú ý không phải ở bên này ta sẽ phải truyền vào lead cat nhé. Thì bên cái thằng thêm này ta cũng bị truyền vào thằng lead cat. Đây. Lead cat. Thì list cat thì ta phải lấy từ cái category ra. Category ra thì ở đây các bạn phải category ra này. Đấy, cái này bị từ category ra thì chú ý phải có category ra này. Đấy, ở đây là category down. Đấy, thế thì trong cái thằng theme này ta phải truyền thằng list cat. Chú ý không phải là từ cái thằng này mà từ cái thằng này. Thằng này ra. Đấy, chú ý từ cái thằng này ra, list cat ở đây. Đấy, và hiện tại nó đang báo lỗi gì đây? Nó báo lỗi là những cái thứ này này, danh mục gì đây này. Đấy, thì chạy sang. Và khi mà chạy sang phía bên này. Đây, chạy sang bên này này. Go to view này. Đấy. Thì ở chỗ này không phải là chỗ này này. Chỗ xuất bản đấy à, không phải ở chỗ này. Đây. Chỗ này không phải là mà là cat ID. Đấy, cat ID. À, ở chỗ này các bạn đổi lại cat ID. Đấy. Cái thằng này vứt đi. Đó. Như vậy thì ở đây các thứ nó bị lỗi hết rồi ha. Và ta build lại này. À, chú ý build lại thì khi mà các bạn làm phía bên này là đổi lại là từ category này. Đấy thì thằng này vứt này. Thằng dưới này vứt này. Đấy ta chỉ có là get ID đó thôi. Thì các bạn copy cái này xuống. Đó, tương tự như vậy ở đây các bạn chỉ thay thế cái này thôi. Đấy, cái này là từ loại sản phẩm mà.
hay là tùy loại sản phẩm luôn. Đấy, và cây này tương tự như vậy, các bạn loại sản phẩm ở chỗ này. Đấy. Rồi, như vậy ở đây ta sẽ thực hiện cái này nha, trở lại này. Nó ra này. Đấy, thì các bạn nhìn nó ra đây này. Thì giờ ta sẽ sửa lại cái giao diện của thằng này. Muốn sửa thì các bạn phải bám theo cái gì? Bám theo cái thằng này. Thằng model này. À, thì cái này chú ý là bắt buộc nhá. Cái thằng này là bắt buộc. Vậy cái thằng này bắt buộc này. Đấy, thì tắt cái này đi. Thằng này bắt buộc. Đấy, cái thằng này là bắt buộc này. Đây, cái thằng này. Đầu tiên ta sẽ đi lên trên này là thêm. Thêm danh mục. Đây là thêm sản phẩm nha. Bỏ đi chữ danh mục đi. Thành chữ sản phẩm. Ở đây thêm sản phẩm. Đấy chưa? Đấy. Thì ta quay về. Thì ở chỗ này là tên danh mục. Thì ở đây đổi lại là tên sản phẩm. Thì nó vẫn là name thôi. Sản gì? Sản phẩm này. Đấy. Đầu tiên là tên sản phẩm này. Ok. Đây. Thứ hai là ta phải có get ID. Cái này là bắt buộc. Cái này là bắt buộc. À, còn cái này là không bắt buộc. À, ok. Cái nào bắt buộc. Cái giới này là bắt buộc này. Bắt buộc. Đây. Cái này bắt buộc. Đó. À, chủ đề tra. À, đây là... chọn danh mục. Đấy, chọn danh mục. Thì đáng chú ý đây là chọn danh mục nha, chứ không phải là danh mục cha. Chọn danh mục. Đấy. Mà cái này đã bắt buộc rồi thì không có khái niệm if else gì đấy hết á. Cái này đã bắt buộc rồi, cái này luôn luôn có rồi. Đấy, cái này luôn luôn có rồi. Đấy, luôn luôn có rồi. Đấy, giờ tiếp tục cái này. Cái này thì không bắt buộc thì ta không làm, cái này chi tiết thì bắt buộc. Đấy, chi tiết bắt buộc thì ta đi sang cái vùng này, tên sản phẩm. Rồi từ khóa thì ở đây thầy sẽ thêm vào một cái nhóm ở đây nữa. Gọi là chi tiết. Đây, chi tiết đây. Chi tiết thì ở đây là detail. Detail. Đấy, copy cái này xuống, detail. Đấy. Thì ta có được cái vùng vùng bắt buộc thế này nhá. Đây, nhìn này. Đấy, bên này là ta có tên sản phẩm này, chi tiết này, từ khóa mô tả này. Ok. Đó, từ khóa mô tả này là đây này. Đây, hình này không bắt buộc. Giá này là bắt buộc, giá này bắt buộc, này, số lượng bắt buộc. Vậy ở phía bên này ta bị thêm ra một số cái điều khiển. Thầy copy cái thằng tên này xuống cho nhanh nhá. Thằng tên này xuống cho nhanh, hai thằng tên này. Copy thằng tên này xuống cho nhanh. Đấy, thầy để ở chỗ này. Thì ở chỗ này thầy kiểu nó thầy đổi lại cái kiểu thôi. Ở đây là gì? Ví dụ đây là số lượng. Số lượng. Đấy, số lượng là đây ta đổi lại là số lượng là gì? Number. Đấy, thì number ở đây luôn. Đấy. Thì cái số lượng này các bạn thêm cho thầy một cái kiểu của nó. Kiểu này. A cộng style. Kiểu. Còn cái nữa là mực bình của nó là như vậy rồi. Thì kiểu đây các bạn đợi để cho nó number. Đấy. Đấy, như vậy xong thì số lượng rồi. Thì các bạn copy cái này xuống cho thầy. À, để giá. Giá này. Giá này. Qua đây các bạn write. Đấy, giá. Tiếp theo ở đây các bạn copy xuống cái nữa là gì? Giá rồi thì ở đây có gì? Giá khuyến mại. À, đây là price sale. Sale đây. Các bạn copy cái tên trường này xuống ở chỗ này xuống. Và cuối cùng đây ta cần có một cái tấm hình. Chú ý hình không bắt buộc nhưng ta thiết kế. Còn những thứ này thì bắt buộc rồi. À, để trống rồi. Thì ở đây các bạn cần có một tấm hình nữa. Tấm hình như chỗ này. Thầy copy cái này hình. Đây. Hình thì các bạn bỏ cái này đi cho thầy. Bỏ hai cái này đi. Hình ta không xử lý được cái này. Đấy thì ta sẽ đổi lại là hình đây. Hình. Và ở đây các bạn thêm ở đây cho thầy một cái thẻ input. Đây á. Input. Name. Bằng img. Kiểu. Là file. Đấy.
kiểu file ở đây thì các bạn nhớ là ở đây ta để, sẽ đặt là class cho nó nữa, là form control. Đấy, đóng lại. Như vậy ở đây ta sẽ chạy ra, nó ra được như thế này. Đấy, các bạn thấy ạ. Đây, có số lượng, có giá khuyến mại như vậy. Đây là ta thiết kế cái giao diện này. Đấy. À, chú ý cái danh mục này, nó cũng ra luôn rồi đấy nhá. Đấy, danh mục đây. Chọn danh mục nó ra luôn này. Đấy, ta không phải cần làm cái này nữa. Đấy, giờ ta chỉ cần là gõ thông tin ở đây. Đấy, gõ thông tin, số lượng, giá khuyến mại. Đấy, và trên hình, ấn lưu cái. Thì nó sẽ lưu vào cơ sở liệu. Đấy, nó lưu đây. Nhưng ta chưa xử lý được cái vấn đề này là một này. Hình là một này. Đấy, thì ta giờ thì đi mình nghĩ đến cái chuyện là upload file. Mà upload file thì các bạn lại phải đi lên trên này, các bạn thêm cho thầy một cái thằng nctype này. Đấy. Mình nhớ là ở đây các bạn thêm một cái upload file này. Upload file này. BSB cũng được. Các bạn chỉ cần là thêm cái chữ nctype đó thôi. Đây. Cái chữ nhớ là cái chữ này cho đúng rồi là được nhá. Chữ này nctype này. Đấy, các bạn copy cái này. Và muốn có nctype thì các bạn thực hiện new cho thầy một cái gì. Đấy, new. Đấy, các bạn đưa cái từ khóa này vào. Đó, là nctype. Đây, nhớ là create product. Đấy. Đã xong thì khi đó thì ta mới upload được file nhá. Đây, mới upload được file. Đó. Giờ ta ấn thử nhá, ấn thử này, ấn lưu này. Đấy, những cái chương ở chỗ này là bắt buộc phải nhập này, những thứ này bắt buộc phải nhập. Đấy, khi các bạn nhập hết rồi, còn cái này không bắt buộc phải nhập. Đấy, thì chú ý khi mà các bạn ấn nút sang đây. Đấy, thì đầu tiên salute thì ta không phải xử lý này. Salute cái này ta không có thêm, thì salute ta phải xử lý này. Hình ta phải xử lý này. Còn những thứ này là gần như là có rồi, cái này có rồi này. Đấy, cái này thì cái ok này, number này. Vậy number nó có luôn này, những thứ này có luôn. Giờ chỉ còn là cái salute về email thôi. Vậy email thì ta chưa có, mà salute thì có rồi. Salute thì có rồi, vậy ở đây ta chỉ cần là gì? Email thôi. Lên cái phần thêm nha. Đây, thằng này không có nha. Đấy. Thì ở đây các bạn bị xử lý cái vụ email này. Đây, upload file đây. Đấy. Thì đầu tiên thầy sẽ lấy ra file, thì ở đây nó có một cái cách lấy. Ở đây ta sẽ thực hiện là gì? File. Vâng. Ok, chờ một chút xíu này. Ở đây ta cần lấy ra file thôi. Thì ta khai báo biến không định kiểu đi. Và đây các bạn định là cái file, hay là ta gọi là hình được, img đi ha. Img. Img. Ta đặt trùng tay với tên mình lấy ra. Và ta chỉ request. Đấy. Và ta lấy ra cái file thôi. Chú ý là cái request không phải là query string nha. Đấy, file thì ta phải lấy ra file thôi. File. Đấy. File ở đây thì ta sẽ lấy cái tên trong bên này. Chú ý bên cái này ta đặt tên gì thì giờ ta sang bên này ta lấy này. Đây. Chú ý đây là đặt là img, thì bên này ta đặt là img. Đây ta thấy viết hoa cái này lên luôn nhá. Img đây, chữ này viết hoa cái này. Thì sang bên này các bạn vậy gì? Img thôi. Đây, đưa img vào đây. Đấy, khi mà các bạn lấy hình rồi thì nó lấy cái này ra thì nó xảy ra tình trạng là ta chưa chọn hình về. Ở đây ta sẽ thực hiện là nếu như gì? Cái biến này này. À, thầy đặt là file thì cũng được. File img đi. Img. Đây. Cái file img này. Đó. Mà có content len mà bằng 0. Nghĩa là ở chỗ này là ta chưa chọn hình. Chưa chọn hình. Thì chưa chọn hình thì ta không lưu hình thôi. À, vậy ở đây ta chỉ xử lý trường hợp chọn hình thôi. À, ở đây do vậy đã ta xử lý trường hợp chọn hình nha. Vậy là khác gì? Khác không. Khác không đây có nghĩa là có chọn file. Được chưa? Nhưng nếu như người ta chọn file guộc nhá, đọc này, hay là những cái file khác. Do vậy ở đây thầy sẽ tạo ra một cái mạng này.
Được chưa? Thầy sẽ tạo ra một cái mạng. À, mạng ở đây là cái file extend gì? Extension đó. Đây. Extension đây. Cái mạng đây, new. À, nhớ là thầy tạo ra một cái mạng đó nha, string. Đó. Và thầy khai báo đây là những cái đuôi mà thầy sẽ cho phép upload là rebg. À, đuôi thứ hai đó là gì? Chấm .png. .png hay là những cái file là .gif hay là những cái file là gì? Re chấm nha, chú ý .repg. Đấy là những cái file mà thầy cho phép nó upload. Vậy thầy sẽ nói là cái tên tấm hình ở cái đuôi. Bây giờ đây thầy sẽ lấy này. Đây, thầy sẽ kiểm tra này. Nếu như mà cái đuôi của nó, đây cái đuôi này. Đây, cái đuôi này. Đấy, có chứa này. Đây, cái đuôi này, giờ thầy lấy ra cái đuôi mà chứa những cái chữ này, cái đuôi mà có chứa những cái chữ này. Vậy thầy sẽ lấy ra cái này. Đây. Đây là hình. Thầy đã lấy ra name. Thầy sẽ lấy ra cái phần đuôi phía sau. Xúc. Được chưa? Đấy, lấy được cái đuôi, cái phần đuôi làm sao? Đuôi thì thầy để tâm hình đó. Thầy sẽ lấy file name. Và thầy sẽ xúc lấy ra last of. Và đây, đứng sau dấu chấm. Chú ý. Lấy luôn cả dấu chấm đó. Nha. Chú ý. Thầy lấy luôn dấu chấm này. Đấy. Là có nghĩa là thầy lấy cái phần phía sau của dấu chấm đó. Và nếu như cái đuôi của nó mà có chứa trong cái danh sách này này. À, thì ta sẽ thực hiện upload file. À, đẩy file lên á, lưu file á, lưu file. Đấy, chú ý ta sẽ làm hai việc gọi là upload file lên. Hai. Và thứ hai ta sẽ làm động tác thứ hai đó là gán cái giá trị lưu lại tấm hình, lưu hình vào cơ sở dữ liệu, được chưa? Vậy nhưng khi mà các bạn để ý, khi mà các bạn đưa cái tấm hình lên thì nó dẫn đến cái việc là tấm hình nó sẽ bị trùng tên, mà cái thằng này là duy nhất này, thằng này duy nhất này. Thế vậy ở đây thầy sẽ tạo ra một cái string, được chưa? À, email ở đây là cái này là tên này ta đặt là file rồi, giờ ở đây ta đặt là img name. Là tên tấm hình á, ta sẽ lấy cái tên của cái thằng slot này là duy nhất này. Đấy, ta sẽ thực hiện chấm với cái đuôi. Mà cái đuôi thì các bạn nhớ là đây là lấy ra cái đuôi này. Nối nha. Đây. Ngoặc hai dấu ngoặc hay sao á. Đấy. Ta sẽ nối với cái đuôi. Đấy, cái đuôi. Chú ý đây là cái đuôi nha. Đây. Một ngoặc, hai ngoặc, đây, lấy ra nối với cái đuôi này. Được chưa? Đấy, chú ý đây là nối với cái đuôi. Thầy ẩn cái này đi cho nó gọn bên này nha. Đó. Thì ở đây là cái tên file của chúng ta sẽ như thế này. Vậy khi mà các bạn lưu vào cơ sở liệu thì các bạn chỉ cần lập roder chấm img sẽ bằng cái tên này là được. Đấy, chị lưu cái tên này. Đấy, đây là lưu vào cơ sở liệu nha. Còn cái vấn đề tiếp theo đây là ta upload file. Đây, upload file đây. Cái thằng này thầy sẽ, tên này có tên xử lý nha. Đấy, upload file. Thì ngoài cái việc xử lý cái này ra thì ta sẽ xác định nơi dẫn, nơi mà lưu trữ cái file nữa. À, được chưa? Ta sẽ tạo ra một cái chuỗi. À, batch, đừng dẫn nhá. Batch, list, thư mục lưu trữ. Ok, thư mục lưu trữ thì các bạn nhớ là ta sẽ lưu trữ trong đường dẫn này này. Đấy, public này. Public này. Đấy, chú ý public không có chữ S nha. Đấy, ở đây ta sẽ lưu vào trong thư mục email có S này. Và product có S này. Đấy, như vậy ta xẹt thêm cái. Đây là đường dẫn mà lưu tấm hình này. À, mà đường dẫn này các bạn phải sử dụng qua một cái đối tượng gọi là using io này. Using này. System .io này. Đấy, phải thông qua cái này, cái đối tượng là lưu file này thì ta mới lưu được. Thì ở đây ta sẽ gì?
string bass. Bass là đường dẫn này, đường dẫn. Thì đây ta sẽ thực hiện bass email đi. Đấy. Rồi đây ta sẽ thực hiện là bass này. Đấy, chấm này, compare này, nối lại này. Ta nối cái gì? Ta nối đường dẫn này. Đường dẫn là đây rồi, ta lấy đây rồi. Ok. Rồi, nhưng đường dẫn này các bạn phải xác định ở trên server này. Đấy, map path này. Và đây các bạn bị đường dẫn này. Đường dẫn là đây này. À, và ta phải nối với cái tên file này. Tên file là đây. Đấy. Và ta thực hiện lưu cái tâm. Đây, chú ý như vậy nhá. Và ta thực hiện upload file thì chỉ cần là cái tên, tên mà trong ta đặt tên là gì nhỉ? Tên img. Đây. Đây. Ta chỉ cần thực hiện sell thôi. Sell ad thôi. Đấy, ta chỉ cần sell ad là sao? Được chưa? Và ta chỉ cần là đưa cái gì? Đưa đường dẫn đến file. Đường dẫn này, đường dẫn đây này. Bắt email đây. Đấy. Cái này là xong. Rồi cái này là ở upload file, còn này cái này lưu cơ sở liệu. À xong ha. Đấy. Rồi ok. Rồi từ chỗ này đến đây là xử lý upload file. End upload file. Đấy, nhắc lại này. Đầu tiên ta lấy ra cái thông tin của file này. Ta kiểm tra có độ rộng, độ chiều dài của nó bị lớn hơn không này. Thì ta mới cho upload file này. Upload file là ta lưu file này. Và ta làm cái này. Và ta kiểm, ở đây ta kiểm tra cái gì? Ở đây ta kiểm tra cái đuôi. Đấy, nếu như đuôi đúng thì ta mới upload này. Ta tạo upload vào thư mục email public đây. Đó. Được chưa? Và ở đây ta sẽ lấy ra tên file này. Và phía đuôi này. Tạo thành tên file này. Đó. Và đây là phải đường dẫn lưu trữ này. Và đây là ta sẽ nối cửa đường dẫn với tên file này thành một cái bát email này. Và ta sẽ lưu bát email vào này, bằng select cls này. Và ta build lại thử này nhá. Build lại này. Đây. Thì thầy sẽ chạy cái này lại. Đây. Áo thun nam. Đấy, áo thun nam mình ở đấy là chi tiết của áo thun nam. Ok. Rồi sang bên này ta chọn mục là thời trang nam, ở đây là số lượng, thầy chọn đại nhá. Ok. Rồi đây thầy sẽ chọn hình. Chọn hình ở đây thầy sẽ chọn đến cái phần là thư viện hình của thầy. Đây, product đây thì chọn đặt. Đây, thời trang nam. Hãy chọn đại một cái đi đi. Đây. Ok, ấn lưu này. Đấy thì các bạn thấy cái tấm hình nó đưa lên thì nó nằm ở đây được rồi này. Đưa lên này, và các bạn muốn biết được nó nằm ở đâu thì các bạn phải mở cái bài của chúng ta ra nhá. Đây, bài của chúng ta ra. Đây, thầy mở cái bài của chúng ta ra đây. Đây các bạn thấy này, nhìn đây. Đấy, nó có một cái tấm hình ở đây. À, tương tự như vậy, để mà các bạn làm thêm một cái sản phẩm nữa, các bạn cho nó trực quan thì đây các bạn này. Đấy, ví dụ đây các bạn gõ cái tên gì đó nha. Ok. Rồi đây giá, số lượng, giá. Ok. À, và đây giá khuyến mại. Giá khuyến mại. Các bạn nhập đáy cái này nha. Từ cái đó. Rồi ta chọn này. Đây con ừ đây, ấn cái này. Rồi ấn lưu này. Đấy thì tấm hình nó đưa lên đây. Tâm hình nó đưa lên đây thì đồng thời nó đưa lên đây. Nhìn này. Đây. Áo khoác nam. Hình như chữ salute này cho xử lý được này. Cái chữ áo này là cho xử lý được này. À, do vậy cái tập tin này là hình như nó có một cái vấn đề đây này. Anh cái tập tin là x string này này. Đây. À, hình như là cái á này. Áo này. Đấy. Hình như là cái dấu sẹt này này. Dấu sẹt này. Do dấu sẹt này. À, thì giả sử đây các bạn đưa thêm chữ A sắc á này. À, đưa thêm cái này dấu là A sắc á gì đây này.
thấy ông biết dấu sẹt đó là để làm gì. Đấy như vậy. Ví dụ trong trường hợp này thì ta đưa thêm dấu sẹt này là E sắc E này. Đấy là tại do nó cắn cắn ở chỗ này này. Được chưa? Đấy. Rồi ok. Thì chú ý là do cái lỗi của thằng đó là xong rồi. Giờ ta sẽ nói đến cái chuyện cập nhật này. Cập nhật thì các bạn lại tương tự cái thằng này thôi. Đây, xuống ở chỗ này là xử lý email. Đấy. Thì xuống chỗ này các bạn là đưa xuống chỗ này là ở chỗ này là trước lúc cập nhật nhá. Đây, trước lúc cập nhật. Đấy, thì các bạn cũng phải sử dụng cái này. Đấy. Nhưng chú ý khi mà cập nhật thì trước lúc mà đưa cái tấm hình mà lưu vào trong cơ sở liệu. Đây, thì ta phải thực hiện một cái thao tác xóa hình cũ đi. À, xóa hình cũ đi nhá. Thì chú ý ta phải xác định là xóa hình cũ đi. Đấy, xóa hình cũ đi nhá. Đấy, thì ở đây các bạn phải lấy ra được hình cũ đó. Hình cũ đó. Thì hình cũ là cái hình gì? À, string này. À, thôi được rồi. Thì ta đây là có đường dẫn cần xóa rồi. Thì ở đây ta sẽ tạo ra một cái bass. Cái tấm hình cần xóa string. Bass. Email. Delete. Đấy, bằng. Đó, thì tương tự như cái lệnh này thôi. Đây này. Nhưng ở đây là cái tấm hình cần xóa. Thì tấm hình cần xóa là product email thôi. Đấy. Chú ý là đây là cái tấm hình cần xóa. Nhưng trong cái trường hợp product email này nó bằng không này. Không có này. Thì không thể xóa được. Thì cái lệnh xóa này, đây đường dẫn cần xóa này. Đấy, chú ý là đường dẫn cần xóa. Rồi sau đó ta thực hiện xóa hình nhá. Xóa hình gì đấy các bạn thực hiện là gì? System chấm io trên có rồi thì các bạn chỉ cần là file thôi. File này, chấm này, delete này. File chấm delete thôi. Oh, nó không nhận rồi. System chấm io chấm file. Đấy và chấm delete thôi. Hình như cái này nếu như delete thì delete cái này. Ok. Là xong. Nhờ đây thử bỏ cái này đi. Tự nhiên là cái này nè. Đấy. Ờ không được rồi. Do vậy trong trường hợp này các bạn bị khai báo tuần binh như này. Nhưng chú ý để mà tránh trường hợp bị lỗi thì khi xóa thì các bạn phải kiểm tra xem cái tấm hình nó có không. Có nghĩa là cái này có bằng null đi không này. Do nó cái này cho phép null mà. Các bạn ấy, nếu như cái này khác null này. Đấy. Thì các bạn mới đi xóa. Chú ý, khác null thì mới đi xóa. Được chưa? Đấy. Còn cái trường hợp là cái tên tấm hình cần xóa. Tên cái tấm hình này không có chẳng hạn này. Thì hiển nhiên là các bạn nhớ là cái này là mình làm là tầm bầy nhá. Chú ý nếu như cái này là tầm bầy. Đấy, cái tấm hình nó phải có thì nó mới có thì tấm hình thì mới xóa được. Đó. Các bạn cây này khác null là ta xóa này. Ta build lại này. Giờ cái này tấm hình này không có này, không xóa này. Đấy nha, sợ này. Ấn sợ này. Ta chạy là sợ này nha. Khi các bạn chạy là sợ thì bao lâu nó lại bị lỗi. Bị lỗi này. Đấy bị lỗi đấy, các bạn thấy nó bị lỗi. Thì các bạn muốn làm sửa nhanh thì các bạn copy toàn bộ những cái thứ ở phía bên thêm này. Đây, bên thêm này. Đây, toàn bộ luôn. Đây, các bạn nhớ là ta mở ra hai cái đi, ta copy từ từ. Đây. Được chưa? Chú ý cái vùng trên này các bạn để lại nhé. Cái vùng ở trên này để lại, cái vùng này để lại này. Thì giờ này, đây các bạn chú ý cái phần thêm này. Thì ở đây các bạn có cái đồn cốt này nhá. Chú ý ở đây có đồn cốt này. New, đây. Đấy, thì ở phía bên phần edit này các bạn cũng phải nhớ có đồn cốt này nhá. Đây. Đây có rồi, đây. Được chưa? Thì nó mới gì? Edit được này.
Rồi những thứ này các bạn giữ lại này. Vậy cái nội dung bên trong này các bạn xóa đi. Nội dung bên trong này. Đấy. Đấy thì các bạn xóa đi, các bạn sang bên này. Các bạn copy cái nội dung này sang thôi. Đấy, và các bạn chạy lại. Đấy nó ra này. Nó lấy thông tin này. Lấy thông tin này. Đấy, nó giả sử trong trường hợp này ta chọn hình. Chọn hình mới này. Đấy, ta chọn một cái hình con này này. Ok. Thì các bạn ấn lưu lại này. Chú ý là lưu này là lưu cập lưu gì nhỉ? Đấy, thì nó đổi lại tấm hình này. Đấy, đổi lại tấm hình đây. Đấy, và giờ ta thay đổi lại cái cầu ốc xanh này luôn nha. Đổi lại cầu ốc xanh. Đây cầu ốc xanh. Đấy ta đổi lại này. Đấy, cầu ốc xanh này bằng câu này đi ha. Đấy, ấn lại này. Lưu lại này. Thì các bạn thấy nó đổi này. Và quan trọng nhất là tấm hình này đã chưa xóa này. Tấm hình này chưa xóa này. Đấy. Tại sao lại chưa xóa? Ta coi lại tại nguyên nhân tại sao chưa xóa này. Đây. Lấy ra tấm hình này. Đơn giản này. Delete bus. Rồi đây. Public email. Sao không xóa được nhỉ? Chưa xóa được. Email này là tấm hình cũ này. Trước lúc xóa này. Trước lúc cập nhật thì cái này là tấm hình này vẫn là hình cũ này. Rồi ok, từ từ cái này thầy kiểm tra lại cái này nha. Rồi, thì giờ ta test những chức năng còn lại này. Thêm ok rồi này, thùng rác này. Thùng rác thì các bạn sửa lại thôi, các bạn sửa lại cho nó hợp lý là được. Ok ha. À, rồi, ở đây ta đổi lại trạng thái này. Được này. Rồi, xóa này. Cũng được luôn này. Thùng rác này. Chú ý thùng rác này các bạn khôi phục được luôn này. Đấy. À, ok, mọi thứ ta làm được hết luôn này. À, chú ý là nó sẽ khác cái thân thay mà cập nhật. Và đây nó có một cái điểm khác này này. Điểm khác này này. À, cái này làm nhanh chút xíu nha. Thì cái này là tên danh mục chứ không phải là ID danh mục. Các bạn ở đây thầy sẽ tạo ra một cái thằng gọi là trong model này. Trong model này thầy sẽ tạo ra một cái thư cái lớp. À, thầy tạo ra một cái lớp gọi là product category. Đấy. Hoặc là product info cũng được, các bạn để là info đi. Info đi. Info. Product info. À, các bạn public cái này ra. Và các bạn sang bên product này, các bạn copy toàn bộ cái này sang. Đấy. À, thì các bạn nhớ là đây. Những cái thứ này các bạn xóa đi, do cái này không phải là một cái đối tượng mà sinh ra cơ sở liệu. Các bạn xóa đi những cái trong này đi. Đấy, những thứ này bỏ đi. Đấy. Và tiếp theo đây thì cái này là product info thì ta cần có một thứ nữa, đó là gì? Copy cái này xuống. Ở đây ta gọi là category name. Đấy, các bạn thêm cái này cho thầy. Thêm một cái nữa, tương tự như vậy, thêm cái này. Đấy, thì giờ sang bên kỳ thằng product down này nó khác kiểu này nha. Khác kiểu này. Đây. À, sang bên kỳ thằng product down. Đây. Thì các bạn copy cái hàm này xuống này, các bạn copy cái hàm này xuống, các bạn thêm cho thầy một cái tên hàm mới, đó là get list zone. Zone nha, có chữ zone đấy. Đấy, zone. Và cái này là product info. Info. À, tất nhiên cái này là info. Thì dữ liệu mà các bạn trả về cũng là product info. Đấy, thì giờ bắt đầu thầy sẽ làm zone này. Thì các bạn sẽ thực hiện. Đấy là chỗ này các bạn sẽ thực hiện. Xóa cái này đi. À, các bạn chấm where cho thầy. À, chấm zone cho thầy. Chấm zone. Đấy, chấm zone. Thì cái zone này một tí nữa ta vẫn là toolit này. Chú ý một tí là ta vẫn là toolit, vẫn có where gì đây nha, vẫn có where, vẫn có toolit ở đây. Bình thường như thế này. Đấy. Và cái này thì tất nhiên các bạn biết là cái này là khác không này này. Trên này là khác không này. Đấy. Được chưa? Thì thầy enter chỗ này xuống.
Đầu tiên các bạn là db.zone với cái bảng category, đó là thứ nhất. Thứ hai ở đây các bạn để là b bằng b, các bạn lấy ra get id. Còn c là c chấm c này, c các bạn chấm là id. À, nghĩa là cái id của cái bảng sản phẩm sẽ zone category của cái bảng category là id này. Và đây các bạn tạo cho thầy một cái cặp là b phải c, và các bạn thực hiện new product info đấy, và các bạn enter cái này xuống. Và bên này các bạn nhìn này, bên này bên product info này ta cần có những thông tin này này. Đấy, cần có những cái thông tin này. Đấy, thì thầy copy những cái thông tin này sang luôn nhá. Đấy. Để cho nhanh thôi. Đấy, tất nhiên thầy sẽ xóa đi những thứ này. Đấy, thì chú ý sẽ bằng. Đấy, xóa những thứ này đi nha, Ctrl H. Thay thế bằng rồng. Phẩy. Đấy. Ok. Thì cái này này, cái ID này thì bằng là product là bằng b.id. Đấy, cái thằng thứ hai, thằng này này. Thằng thứ hai là thằng này. Thì cái này là bằng cái gì? Bằng b.getId. Đấy, tương tự như vậy, cái thằng này name này là bằng b.name bằng b.name. Đấy, còn cái thằng này thì không phải là bằng B nha. Thằng này thì nó lại là bằng gì? Bằng C.category, lấy ra name. Đấy, tương tự như vậy những thứ này. Hãy xóa đi cho nhanh nha. Rồi cái cách đưa giống như trên này thì các bạn cứ copy tạm thôi, cứ đưa cái này bằng cái này cây này, nên tí nữa ta sửa lại sau này. Đây, sửa cái này. Rồi, sửa cái này. Rồi cái này. Rồi cái này. Tí nữa sửa sau ha. Đây. Chắc gõ nó nhanh hơn đấy. Đấy, cái cuối cùng thì các bạn bỏ đi. Ok, KD. Sao cái này là bright? Bright là cái này bright. Cái này bright thì cái này bright. Cái này number thì cái này number. Cái này cái này. List chấm phẩy. Ok, như vậy ở đây thì khi các bạn làm thì các bạn chỉ cần là gì, copy cái zone này, copy cái zone này, đây cái zone này nha. Đấy, cái zone này xuống chỗ này đây, đó cái zone chỗ này, các bạn bỏ lại cái chỗ này cho thầy, thêm chỗ này đây product đây, đó enter xuống zone, enter xuống đây ở chỗ này, enter xuống zone. Rồi enter xuống. Đấy. Như vậy thôi. Thì các bạn build lại. Rồi vậy khi mà chạy qua bên này này. Chạy qua bên này này. Đây product đây. Khi chạy qua phía bên này. À đây sorry. Lên trên cùng chỗ này. Thì các bạn chạy qua. Thì ở đây ta không phải truyền cái này. À chú ý không phải truyền cái này nhá. Và ở đây ta thể là product gì? Product info. Chú ý cái này product info. Thế cái này là gì? Get gì? Get zone. Đấy. Zone như vậy. À, tương tự như vậy,
tương tự như vậy, ở đây xuống đây này, xuống cái thằng chốt này này, đấy thì các bạn cũng là cái này, à, và các bạn truyền vào cái chốt thôi, đấy, và các bạn thực hiện chạy cái qua cái thằng gì view, chạy qua view của thằng này, view này, go to view, thì cái thằng này là product info nha, info, đấy, tương tự như vậy. Tương tự như vậy ở cái thằng trên này này, các bạn chạy qua view này, thì các bạn ở đây product info, info, và khi product info này thì cái thằng này, thằng dưới này, các bạn get ID thì các bạn có thể là category name. Đó rồi, category, oh, không ra luôn. Đây. Ồ, nó là không hiểu rồi, không hiểu rồi. Build lại cái này. Ở đó bị lỗi đó, à, thì bên short này các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn xuống chỗ này các bạn thay thế từ bên short thì ta cho là ở đây, ví dụ cái này ta là get đây, ví dụ chữ cat này ta là category đây. Và các bạn build lại này. Các bạn chạy lại. Thì giờ các bạn nhìn thấy ở chỗ này nó không phải là đưa ra cái ID nữa mà nó ra cái tên danh mục. Đây, cái tên danh mục là thời trang nam đây. À, ta thêm một cái sản phẩm mới nha. Wow, sao được tâm hình không ra cái tâm hình nào này? Cái gì vậy? Thêm đi. Đây. Ta gọi đáy cây nha. Ok. Thời trang nam, giờ đây là thời trang thể thao. Số lượng, số lượng, số lượng. Và đấy các bạn chọn hình. Đây. Lưu lại. Đây thì các bạn nhìn đây. Thời trang thể thao đây. À, sao hình nông ra này nhỉ? Hình nó đẩy vào đây đây này. Cơ sở liệu cái nào? Cơ sở liệu, đây. Hình đây. Không biết là do ta thay thế cái gì không nhỉ? Ồ, hình như thiếu đuôi. Thiếu đuôi. Thiếu đuôi là khi cập nhật thế sao nó bị thiếu đuôi nhỉ? Thiếu đuôi. Ok. Email name. Tên cộng với file name có đuôi đây mà. Rồi cái này thầy phí sau nha. Rồi cùng hết giờ thôi. Đấy thì các bạn nhớ là cái cách làm tương tự như vậy. Chỉ có những cái bảng nào mà nó cấu trúc khác rất nhiều thì các bạn mới đi làm nhiều thế này. Còn những cái bảng mà rất đơn giản thì các bạn gì? Làm rất đơn giản ha. Đấy ở trong này nó có đuôi hết mà tự nhiên là chảy ra lại không có đuôi. Đau lòng ha. Đấy. Rồi để cái này thầy kiểm tra lại nha. Okay.